Bố con. Bố làm gì có tay đâu, bố cầm. Chị đi về để con ăn con. Thế con thích cái nào? Nào con thích cái nào? Mệt quá. Chọn cái nào của con? Nào con mua cái nào, con mua cái nào, cái này nhá. À, cái này, ok. Cái này á. Được chưa? Đây, đây. Rồi, nào cái nào đúng không? Con mua cái này nhá. Cái này có thích không? Có thích không con? Trời, đấy luôn đó. Thôi đi 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 về đi con ơi. Muộn rồi. Thôi đi mẹ cất hết lên xong rồi mẹ dắt em đi. Lấy cho em cái to nhất đây này. Chú kìa. Không, thôi cất cái này vào. Đây được kìa. Cái này á? Đây à? Hay đây. Đi mẹ.